Ok, hello mọi người, hôm nay tập tiếp theo thì mình sẽ đi xuống một cái view ở dưới khách sạn ban đêm các bạn. Tại vì nãy mình vừa tới rồi, hôm nay mình đã thay đồ và chuẩn bị đi xuống đây để chụp hình in quay video cho mọi người xem nha. Mình đi thôi.
video của mình đến đây là kết thúc. Thì mọi người hay thì cho mình một like, share, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và hẹn mọi người gặp sau. Bye bye mọi người.